Trong số các bạn đang ngồi xem video này thì ai là độ tuổi dậy thì nào? Ai đang ở độ tuổi dậy thì giơ tay lên cho bác sĩ Ngọc xem nào. Và có ai trong số các bạn đang ở độ tuổi dậy thì mà bị mụn nữa nào? Giơ tay lên cho bác sĩ Ngọc xem nữa nào. Rồi, và ngày hôm nay thì sẽ là một chủ đề mà các bạn tuổi dậy thì đang quan tâm đấy nhá. Và những bố mẹ có con ở tuổi dậy thì cũng sẽ rất là quan tâm, đó là 4 sai lầm thường gặp trong điều trị mụn trứng cá ở tuổi dậy thì. Xin chào cả nhà. Chào mừng tất cả các bạn quay trở lại với kênh YouTube của bác sĩ Ngọc. Và ngày hôm nay với chủ đề là 4 sai lầm thường gặp ở mụn trứng cá tuổi dậy thì chúng ta sẽ có hai phần cơ bản. Trong video này thì phần thứ nhất đó chính là tuổi dậy thì là gì này, và vì sao mà tuổi dậy thì lại dễ bị lên mụn này. Và phần thứ hai là bác sĩ Ngọc sẽ chỉ ra những sai lầm trong điều trị mụn trứng cá ở tuổi dậy thì nhé. Và trước khi đi vào phần 1 thì bác sĩ Ngọc muốn các bạn hãy tham gia vào group skin care khoa học của bác sĩ Ngọc này và fanpage bác sĩ Nguyễn Ngọc này. Nó không còn xa lạ gì với những bạn đã follow bác sĩ Ngọc rồi, nhưng đối với cả những bạn lần đầu tiên đến với các bác sĩ Ngọc thì các bạn hãy tham gia vào cộng đồng của bác sĩ Ngọc và like fanpage nữa, để hàng ngày chúng ta sẽ có thể gặp bác sĩ Ngọc nhiều hơn hàng ngày cả trên fanpage và trên group của bác sĩ Ngọc nhé. Và đầu tiên thì tuổi dậy thì là gì? Ai trong số các bạn rồi cũng sẽ phải trải qua tuổi dậy thì đúng không? Vậy các bạn có bao giờ có một cái định nghĩa về tuổi dậy thì không? Đó chính là độ tuổi mà chúng ta có những cái biến đổi về thể chất để chuyển từ một đứa trẻ này sang cái độ tuổi là một người trưởng thành. Và lúc này thì cũng sẽ có cái khả năng là thực hiện cái chức năng sinh sản. Và ở tuổi dậy thì đối với cả những bạn gái thì sẽ thường bắt đầu trong cái độ tuổi từ khoảng 10 đến 11 tuổi này, và sẽ kết thúc ở khoảng từ 16 đến 17 tuổi. Còn đối với cả các bạn trai thì tuổi dậy thì sẽ bắt đầu muộn hơn một chút, từ khoảng 12 đến 14 tuổi, và cũng kết thúc từ trong khoảng 16 đến 17 tuổi. Và ở độ tuổi này thì tại sao bắt đầu chúng ta lại có kinh nguyệt này, và các bạn nam thì có những cái lần xuất tinh lần đầu, thì tại sao mụn trứng cá cũng sẽ xuất hiện ở cái độ tuổi này? Bác sĩ Ngọc thì có rất là nhiều em, và ở nhà thì để ý là cứ đứa nào mà đến cái tầm lớp 6, lớp 7 trở lên nó bắt đầu xuất hiện những cái mụn hai bên cánh mũi này. Bác sĩ Ngọc cũng thế, ngày xưa thì hồi cấp 2, cấp 3, bắt đầu lên cấp 3 thì cũng bắt đầu xuất hiện một ít mụn, nhưng thời đấy thì nó cũng chỉ ít thôi. Và các bạn cũng vậy đúng không? Khi bắt đầu trong tuổi dậy thì chúng ta cũng sẽ có mụn ở trên trán này, hoặc là hai bên cái cánh mũi này. Đó, thì lý do tại sao lại như vậy thì đó chính là trong cái quá trình bước vào độ tuổi dậy thì chúng ta sẽ có những cái thay đổi trong nội tiết tố cơ thể, đó là sẽ tăng cường cái hoạt động của hormone androgen. Thì đây là một hormone mà khiến cho cơ thể của chúng ta sẽ sản sinh ra nhiều dầu hơn, là da chúng ta tiết nhiều dầu hơn, và đó là một trong những cái nguyên nhân sẽ khiến cho chúng ta dễ dàng bị mụn hơn. Ngoài ra thì androgen còn có một cái tác dụng nữa, đó chính là khiến cho dễ bị sừng hóa cổ năng lông hơn, cái đó chúng ta làm cho cái lỗ chân lông của chúng ta dễ bị sừng hóa hơn. Vậy là đối với cả trong những cái nguyên liệu gây nên mụn thì androgen đã cung cấp được hai nguyên liệu chính rồi, đó chính là cái việc mà tăng tiết bã nhờn này và kích thích tăng sừng hóa cổ năng lông. Đó cho nên là bước vào tuổi dậy thì, bước vào cái độ tuổi bắt đầu biết mộng mơ, biết cảm nhận về cuộc sống một cách tuyệt vời hơn, biết đầu biết có những cảm xúc riêng của mình, thì cũng là lúc mà chúng ta bắt đầu phải thực sự bước vào cuộc chiến, mà có thể những bạn bị mụn rất là dai dẳng và rất là kinh khủng. Và bây giờ thì sẽ là 4 sai lầm thường gặp trong điều trị mụn trứng cá ở tuổi dậy thì. Thì sai lầm đầu tiên đó là chúng ta thường chủ quan và thường bỏ qua cái việc là phải điều trị sớm. Và các bố mẹ thì thậm chí là bản thân bác sĩ Ngọc ngày xưa thì cũng mới có mụn thì cũng tò mò, có mụn này hay quá, giống các anh chị lớn quá, xong cũng kệ thôi. Và bố mẹ thì cũng không quan tâm đến nhiều, bởi vì nhà thì cũng đông chị em, và hầu hết các bố mẹ bây giờ cũng có nhiều bố mẹ như vậy, và thấy bé nhà mình bị mụn thì cũng chỉ nghĩ là kệ nó thôi, một vài năm nữa thì nó sẽ hết. Và đây là một quan điểm mà bác sĩ Ngọc cho rằng rất là không nên, bởi vì thực sự là có những bạn là chỉ bị mụn nhẹ thôi, và các bạn ấy sẽ có thể tự hết sau khoảng một vài năm. Tuy nhiên là có những bạn là bắt đầu có cái biểu hiện tiến triển mụn rất là nặng, rất là nhanh. Mà ở video lần sau, bác sĩ Ngọc sẽ cho các bạn xem một trường hợp một bạn ở tuổi dậy thì bạn ấy bị mụn rất là kinh khủng, và bác sĩ Ngọc đã giúp bạn ấy lấy lại một làn da khỏe đẹp chỉ trong vòng 3 tháng thôi. Thì ở cái video lần sau, bác sĩ Ngọc sẽ chia sẻ cho các bạn cái bí quyết là như thế nào. Và cái điều đầu tiên, yếu tố điều trị sớm là rất là quan trọng. Vậy cho nên cái sai lầm mà các bạn rất nhiều phụ huynh và rất nhiều em nhỏ mắc phải đó chính là bỏ qua cái việc điều trị để ở tuổi dậy thì. Các bạn ấy có cái khả năng rất tuyệt vời, đó là khả năng sửa chữa và tái tạo da rất là tốt. Cho nên nếu như bỏ qua cái cơ hội ở cái thời điểm vàng này mà để mụn trứng cá kéo dài dai dẳng, thì sau tuổi dậy thì rồi mà đến cái độ tuổi sau 25 tuổi nữa, thì lúc này da của chúng ta cái tốc độ tái tạo chậm hơn, thì cái di chứng để lại nó sẽ nặng nề hơn rất là nhiều. Và sai lầm thứ hai thường gặp đó là các bạn tuổi dậy thì thường không có thói quen làm sạch đúng. Các bạn thường chỉ dùng cái khăn mặt thôi, một cái khăn mặt thôi. Bác sĩ Ngọc đã gặp rất nhiều trường hợp các mẹ đưa bé đến và bảo là bác sĩ làm thế nào để cho em bé, cái bé nhà tôi nó điều trị
có những bạn con gái thì còn dễ bảo, nhưng các bạn con trai thì cỡ lớp 10 rồi chỉ dùng đúng cái khăn mặt thôi, mà nếu như ngày nào mà mẹ không giặt hộ thì nó còn chỉ gọi là vắt nước chứ nó không thèm giặt luôn, và nó rất là nhờn, cái khăn mặt nó nhờn mà nó màu vàng luôn ấy. Thì các bạn thử tưởng tượng xem một cái ổ vi khuẩn nếu mà rửa lên mặt thì nó kinh khủng như thế nào. Ngày xưa bác sĩ Ngọc cũng chỉ có một cái khăn mặt thôi, dù là biết cách giặt sạch sẽ thơm tho nhưng mà đấy cũng là một cách rửa mặt rất là không khoa học, bởi vì phải tác động trà sát lên da rất là mạnh. Và cái việc mà không thay mới được khăn hàng ngày, không bình thường chúng ta dùng bây giờ dùng bông tẩy trang để lau thì những cái bông này nó được vô khuẩn rồi, còn đối với khăn mặt thì nó sẽ không thể tuyệt đối được. Và cái tác động của khăn mặt lên da thì nó cũng là một cái tác động mà khiến cho da bị khá dễ bị tổn thương. Ngoài ra thì chỉ dùng nước rửa mặt thì sẽ không thể nào mà đủ sạch được với cả cái cơ thể mà đã có những cái biến đổi về hormone như vậy, để cho cái da chúng ta bị tiết nhiều dầu hơn, đúng không ạ? Và sai lầm thứ ba thường gặp đó là các bạn thường bỏ qua bước chăm sóc da. Và các mẹ, bố mẹ thường nghĩ rằng là còn nhỏ thì không nên chăm sóc da, còn nhỏ thì nên để tự nhiên. Bản thân bác sĩ Ngọc ngày xưa cũng như vậy, bố mẹ cũng nói là giả sử như là mùa đông mình có bôi một chút cái kem dưỡng của mẹ chẳng hạn, thì bố bảo là bố mẹ có bảo là còn nhỏ đừng có động vào những cái đấy nó hỏng hết da. Nhưng thật ra không phải, đúng là chúng ta sẽ không nên dùng, khi mà độ tuổi còn nhỏ chúng ta không nên dùng những cái kem dưỡng của người lớn, nhưng mà chúng ta sẽ có những cái loại dược mỹ phẩm rất là phù hợp với cả những cái độ tuổi mà dậy thì đó. Nếu như chúng ta bỏ hoàn toàn đi cái phần chăm sóc da thì khi mà chúng ta đang bị mụn mà không chăm sóc da một chút nào thì bác sĩ Ngọc cũng đã phân tích rất là nhiều ở những cái video lần trước rồi, nó sẽ có thể bị mụn nặng hơn, khiến cho da chúng ta bị nhạy cảm hơn và khó khăn hơn trong việc điều trị rất là nhiều. Ít nhất là chúng ta vẫn phải có quá trình làm sạch cơ bản này, tẩy trang, sữa rửa mặt này đó, có cần phải bổ sung thêm toner nếu như mà không đủ độ pH của sữa rửa mặt. Và thứ hai đó là chúng ta hãy dưỡng ẩm tốt. Dưỡng ẩm tốt thì cái việc mà mụn có bị bít tắc bởi dưỡng ẩm hay không thì là tùy thuộc vào cái loại dưỡng ẩm bạn chọn. Còn bác sĩ Ngọc khẳng định là khi chúng ta có một độ ẩm tốt trên da thì sẽ ngăn ngừa được cái việc mà dầu thừa tiết ra ngoài hơn rất là nhiều. Và đấy là một cái lợi ích trong cái quá trình điều trị mụn mà các bạn hãy hiểu đó là sự cần thiết chứ không phải là bôi nó phiền phức. Và các bạn nên làm quen dần dần, ở độ tuổi dậy thì các bạn cũng hãy cần tập thói quen là dùng dưỡng ẩm đi. Và kem chống nắng cũng vậy các bạn ạ. Ở nước ngoài, ở những nước mà có cái cường độ tia cực tím rất là mạnh, ở châu Âu thì hoặc là ở Hàn Quốc thôi, các bạn nhỏ 1-2 tuổi đã bôi kem chống nắng rồi, các bạn ấy bôi kem chống nắng dành cho em bé. Và vậy thì tại sao ở Việt Nam chúng ta lại, ở một cái nước nhiệt đới như Việt Nam thì chúng ta lại bỏ qua cái việc bôi kem chống nắng và nghĩ rằng là không cần thiết, và còn nhỏ thì không nên bôi kem chống nắng hại da? Thật ra nếu như mà chúng ta dùng những kem chống nắng mà không rõ nguồn gốc này, hoặc là những cái loại mà nó có nhiều cồn, nó có thể ảnh hưởng tổn hại đến da. Còn nếu như mà chúng ta lựa chọn cái loại phù hợp để cho da nhạy cảm và phù hợp với lứa tuổi thì đấy là một điều rất tốt để bảo vệ da nữa. Và một sai lầm thứ tư mà bác sĩ Ngọc tin rằng các bạn ngồi đây ai cũng sẽ từng gặp phải, nếu như các bạn nghe thấy đúng thì hãy comment xuống bên dưới cho bác sĩ Ngọc là đúng rồi bác sĩ, để cho bác sĩ Ngọc biết là các cảm nhận của các bạn như thế nào nhé. Đấy là cái sai lầm mà bác sĩ Ngọc nghĩ là ai cũng sẽ gặp phải. Sai lầm thứ tư đó chính là nặn mụn. Cạnh nặn mụn, bác sĩ Ngọc ngày xưa còn rất thích cái việc nặn mụn cơ. Cái hồi mà mới bị mụn ấy, tò mò về mụn. Ngày xưa hồi bé thì không bao giờ bị mụn tí nào, sau đó thì đến tầm lớp cấp 2 ấy, thì bắt đầu là có một ít mụn hai bên cánh mũi này, sờ thì nó hay còn cạnh nặn ra cơ. Và lúc đó cũng chưa ý thức được nhiều về cái đẹp, chưa ý thức được nhiều về phải giữ da các thứ, cho nên là mình cứ sờ bừa bãi lên đó. Đấy là một cái thói quen rất là không tốt. Và nhiều khi các bạn còn ở độ tuổi nghịch ngợm ấy, các bạn đi chơi, các bạn đi tập thể thao, các bạn đi chơi nhiều và tay bẩn, nhiều khi cần cứ sờ lên mặt như thế thì nó sẽ khiến cho mụn dễ bị bội nhiễm, bị viêm và rất là khó điều trị. Thì cái này các bạn cũng hãy để ý, và những bố mẹ thì cũng hãy nhắc con của mình làm sạch tay và chú ý là đừng sờ tay lên mặt bừa bãi nhé. Rồi, và bác sĩ Ngọc sẽ tổng hợp lại một chút những điều mà bác sĩ Ngọc đã trình bày từ nãy đến giờ vì nó cũng hơi nhiều kiến thức một chút. Thì đầu tiên đó là tuổi dậy thì là trong cái độ tuổi mà các bạn con gái từ khoảng 11, 12 tuổi cho đến 15, 17 tuổi, và con trai là từ khoảng 12, 14 tuổi cho đến khoảng 16, 17 tuổi. Đó, thì ở cái độ tuổi này khi mà hormone androgen tăng lên thì chúng ta sẽ rất dễ bị mụn do cái tình trạng tiết dầu nhiều này và cái tình trạng bít sừng hóa cổ nang lông. Và những cái việc mà chúng ta thường sai lầm đó là chúng ta không điều trị, bỏ qua luôn việc điều trị này, chúng ta không làm sạch tốt này, chúng ta không skin care này, và chúng ta nặn mụn quá nhiều. Vậy thì cái điều rút ra cho các bạn ở đây là khi bắt đầu phát hiện những cái triệu chứng bị mụn ở tuổi dậy thì chúng ta hãy có sự thăm khám của những chuyên gia, và đừng bỏ qua dù là nó là nhẹ nhất, bởi vì có thể các bạn
không có thói quen chăm sóc này và không có cái hiểu biết đúng về muộn tuổi dậy thì, và chúng ta cứ sờ tay, chúng ta cứ cạnh nặng nhiều, thì chỉ một vài tháng sau thôi da của chúng ta đã có thể bị tàn phá, bị thâm, rồi thì bị sẹo, rồi thì bị mụn viêm lan tỏa rất là nhiều nữa, nếu như chúng ta không có cái hiểu biết đúng. Và không phải rằng cứ muộn tuổi dậy thì là sau này hết tuổi dậy thì là sẽ hết đâu, hoàn toàn không phải. Như bác sĩ Ngọc đây, ngày xưa bị mụn từ tuổi dậy thì dù nó ít thôi, nhưng mà sau tuổi dậy thì khi mà bước vào đại học rồi thì mụn trứng cá nó còn nặng nề hơn và nó kéo dài suốt 6 năm trời, và đấy là một điều thực sự bây giờ nghĩ lại vẫn rất là ác mộng. Thì các bạn hãy có cái biện pháp kiểm soát tốt ngay từ cái độ tuổi dậy thì, là cái độ tuổi mà làn da các bạn còn rất là khỏe mạnh. Và ở trong video lần sau thì bác sĩ Ngọc sẽ giới thiệu cho các bạn một trường hợp mà bạn này đúng là ở độ tuổi dậy thì luôn, và mụn của bạn ấy thì thực sự là rất là nặng và rất là thương. Nhưng mà không ngờ rằng là sau mà cái đáp ứng của bạn ấy rất là tốt, chỉ sau 3 tháng thôi là da rất là ok. Và ở trong clip sau thì bác sĩ Ngọc sẽ giới thiệu cho các bạn review chi tiết cái quá trình điều trị của bạn ấy như thế nào nhé. Còn bây giờ thì hãy để lại cảm nhận của các bạn về cái video ngày hôm nay, và hãy đăng ký kênh YouTube của bác sĩ Ngọc này, và ấn thêm hình quả chuông nữa thì chúng ta sẽ có thể nhận thêm nhiều video hơn. Và 8 giờ tối hàng ngày tối thứ tư, 8 giờ tối hàng ngày không phải là thứ tư nữa, bây giờ sẽ là hàng ngày bác sĩ Ngọc sẽ ra video mỗi ngày luôn. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.